Chào mọi người đến với kênh của mình là Chill Vlog. Tối nay thì là đêm 23 Giáng sinh á, mà vợ mình là mắt con mình nhỏ đòi dữ quá nên là không ra ngoài đường được, nên là bây giờ mình đi ra ngoài đường mình quay cái đêm Giáng sinh ở Kon Tum như thế nào nha mọi người. Do cho vợ mình ở nhà coi theo dõi để đỡ buồn. Bây giờ mình đi thôi. Bây giờ mình quay gần nhất là ở nhà chú mình nha. Nhà chủ mình quán cà phê này. Wow, đẹp quá. Ok mọi người, giờ mình đi quay nhà thờ Phương Nghĩa, nhà thờ mình hay đi lễ nha. Xong giáo cũng thôi, nhà thờ. Bên này có quán nhậu á, làm như đồ y gì đó. Ai quên quán nhậu sáng trưng. Chỗ này đẹp quá, quay đã. Đây nha mọi người, hơi quê chút kệ, cầm máy quay thì quay cũng được. Có người đêm đẹp quá, bây giờ mình không đi ngoài đường được, quay về cho vợ xem nha, không xin nhà anh được luôn. Nhà thờ như đang duyệt để ngày mai lễ, ngày mai đi đưa bố. Tháp chuông điện từ trên xuống dưới luôn. Tòa giám mục nha mọi người, tòa giám mục Kon Tum. Ừ.
mình là nhà thờ gỗ, một trong những nhà thờ gỗ với lại tòa giám mục là hai nơi mà khách tham quan hay tới mọi người. Nhưng mà tối nay mình đi trễ quá, tắt điện nó thu rồi, không có điện luôn. Người ta chơi đông đen luôn mà không có điện. Đây, sắp tới mình tới nhà thờ Tân Hương, một trong những nơi đẹp nhất ở trung tâm mùa Giáng sinh như mọi người. Chụp rung quá, quay toàn cảnh luôn. Người ta đi chơi, người ta đi rất đông luôn. Đầu con xe vô đây quay. Đi lên nhà thờ Bảo Lộc. Đó là nhà thờ Tân Hương. Đẹp lắm. Đường Trần Phú. Ok, một đoạn nữa là tới nhà thờ Bảo Lộc. Nhà Bảo Lộc này to lắm. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao.
thì Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người, người sẽ chỉ huy nhà Gia Cốp đến bên đời. Tiếng thằng là có thiệt người ơi. Và người sẽ vô cùng vô tận. Việc đó xảy ra thế nào được? Thì tôi không biết đến người nào. Chúa thánh thần sẽ đến với bà. Okay, mọi người giờ mình đi về thôi. Nhiều nhà thờ lắm nè, hiện tại là mấy nhà thờ ở trong Văn Tum thì mình đi quay hết rồi, nên là mình không có đi quay được mấy nhà thờ ở xe, tại trễ rồi mới vô từ mấy đường đó nguy hiểm á, nên giờ mình đi về đây. Mọi người thấy Giáng sinh ở Văn Tum thế nào? Vậy Giáng sinh ở những nơi bạn ở mà mọi người ở thì nó như thế nào? Đi không? Ống chim Giáng sinh ở mấy nơi khác lắm người. Đang đi về, trên đường đi về hay à. Vậy thôi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình nha. Để lại bình luận giúp mình nhận xét, cho mình góp ý cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Phía trước mình là quán cà phê Ginny Coffee bên đây là người đi bấm, người có thích chiếc kim này để sống ảo thì vô đây đẹp lắm này. Wow, quá đẹp. We'll be right back.